này là lên sale luôn cho chị em mình đây. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1581 nha. Đầm này cái xà đầu cổ tim cho cả nhà mình, tay ngắn nè, nhánh eo, dáng cc ha. Em váy màu này vậy đó là gói xinh cả nhà ơi. Này vải sẽ là màu đen nè và có phối cho cả nhà hoa màu tím nhạt nhạt như thế này. Đây có hoa to, có hoa nhỏ, có hoa nhí nha. Trải đời từ này vải dễ thương lắm luôn á. Phần tay này thì em mang tay ngắn cánh pin đi ra một chút xíu nha. Để em xem có túi không? Có túi luôn ạ. Rồi ngày hôm nay lên sóng thì chắc chắn có sale. Em có size cho cả nhà mình từ 40kg cho tới 65-66kg. Em tối đa thì em tầm 85-86 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Rồi ngày hôm nay sale bao nhiêu ạ? Tại cửa hàng giá của em nó là 399, còn ra Bà Đại Trường ngày hôm nay siêu rẻ chỉ có giá tiền là 299.000 đồng thôi. Và hiện tại á, thì em đang chỉ là sale được có 3 phút thôi nha. Cho các chị mình đặt hàng thì mình cố gắng lên đơn sớm cho em. Chứ vì vậy von Tâm cao cấp, vải von thì mặc lên yên tâm đi, mềm lắm nha, nhẹ nhàng mà cực kỳ mát luôn. Hai lớp kỹ lưỡng, có hai túi, có khóa kéo phía sau lưng luôn nè. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1581. Chị khách nào mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em. Chỉ cần bình luận phía dưới mã 1581 kèm số điện thoại nha. Chị bé Hương có đơn, chị Ngô Thanh Uyên ok chốt đơn luôn 1581. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã 1581 kèm luôn cho em cái số điện thoại như vậy là ok nha. Rồi chị Ngọc Hành có đơn eo 83, mình mặc cho em size 2XL là vừa chị. Cổ V nè, tay ngắn ha, tay cánh tim cho cả nhà mình luôn. Hai lớp kèm luôn cả hai túi và câu hóa kéo phía sau lưng. Mã số sản phẩm là 1581. Chị nào mình đặt hàng nhanh đó em đã vào sẽ có đơn này. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng trọng quá nó hết hàng rất là uổng. Cố gắng lên đơn sớm đi dùm em tư vấn và chờ hàng chờ size ra cả cho mình luôn ha. Nền đen phối hoa cho mình, dáng lòng phong xè xè tự nhiên nè, mặc lên một phát độ nó rất là xinh, rất là duyên luôn. Eo 84 mình mặc 2XL cho em là vừa nha chị, tùy theo chiều cao và em tư vấn thêm. Em coi như vậy giả đây em cao 1m65 á chị. Đầm này em mặc dài ngang lưng chừng đỡ bắp chân ha. Chị em mình thích mặc dài dài á thì chị có để dài dài như vậy chị mang ra. Còn chị khách nào mà mình đã chán mang chán dài rồi thì mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo cái ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form nha. Đó, nếu như mà kiếm đầm kiểu cọ nè, đầm maxi hay là những cái em đầm bao thun ren lưới vậy đó thì em có bao la bát ngát. Nhưng mà kiếm những cái mẫu đầm đơn giản như thế này thì thật sự là hơi hiếm nha. Dạ đầm ở shop em thì chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý là chị mình vô hệ trúng tuổi rồi, 48 tuổi mặc được không em? Được chứ chị ạ. Đầm ở shop em thì U30-40 trở lên mình mặc hợp và sang nha. Nhưng mà chị khách nào 20 mấy tuổi, gu của mình là đơn giản, nhẹ nhàng, thanh lịch, trưởng thành chững chạc thì mình cũng có thể bon chen được đầm ở shop. Eo 80 mà size gì shop ơi? Có bụng nhiều không chị? Đây bụng nhiều thì mình nâng lên một size lấy size 2XL. Còn bụng nhỏ vừa đó thì mình lấy cho em size XL là đẹp rồi nha. Với lại đầm này mang cho mình dáng xòe nè, khi mà mình diện lên thì nó sẽ che khéo được cái vùng bụng của mình tốt hơn. Mẫu em đang mặc trên người mã 1581, đặt hàng thì mình cứ việc bình luận phía dưới mã số 1581 kèm số điện thoại nha. Cổ tim nè, tay ngắn, dáng eo, dáng hồng phong xòe tròn tự nhiên. K1m65, đầm này mặc dài ngang nửa bắp chân như thế này, thích mặc dáng dài thì mình cứ để dài dài. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi đó thì mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo cái ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form nha. Chị Anna Hoàng ok có đơn hàng, chị Dung Dung ok chốt 1581 luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã 1581 kèm số điện thoại. Giá bao nhiêu ạ? Chỉ còn có 299.000 đồng thôi. Mua tại cửa hàng và những bài livestream khác em nói thì là 399. Còn trong bài livestream ngày hôm nay chỉ còn có giá tiền là 299. Chị nào vào sau coi lại dùm em cái mẫu đầm này nha. Rồi trước là vậy von Tâm nha. Phần tay thường sẽ mang một lớp nè, von Tâm nó gân gân như thế này. Nền vải màu đen nè, hoa thì màu tím nhạt nhạt phớt phớt như thế này nha, dễ thương nha các chị, bên ngoài xinh lắm. Mặc lên vừa không kén da nè, vừa gọn dáng cho mình nữa mà giá phải đó rất là rẻ luôn. Chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng, cả nhà đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ nha. Mẫu đang mặc trên người mã số 1581 và kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng luôn nha, cố gắng đặt hàng sớm nè. Em váy này ngày hôm nay sale rẻ cả nhà, đầm này cái xà cổ V, tay ngắn nha, dáng đồng vân xòe nè, chất liệu vải ren họ tiết cho cả nhà mình, váy rất là mềm nhẹ, tay nào mà mặc lên thì phải nói là siêu mát luôn ha. Phần tay này em sẽ may một lớp, thân váy kỹ lưỡng hai lớp cho mình luôn và có khóa kéo ẩn đầm đằng sau lưng. Thì ngày hôm nay em váy này em đang có một cái chương trình sale lớn cho chị em mình luôn với mức giá chỉ có bao nhiêu ạ? Đang sale nha, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Chị áp dụng trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm sớm. Đầm ren này á, thì chị mua tại cửa hàng nè hoặc là những bài livestream khác của bên em với mức giá là 450.000 đồng. Thì trong bài livestream ngày hôm nay chị khách là mình đặt hàng và có chia sẻ livestream em giảm giá cho mình luôn ha. Chỉ còn cái giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay, mã số sản phẩm là 1548. Chị Bùi Thị Thu Vân có đơn, chị Hồng Vân ok chốt luôn ạ. Còn chị khách là mình đặt hàng nữa, bây giờ mình tranh thủ nha. Chị Sang Thu ok chốt 55 kg ha chị, 55 kg em có size đó, em đang có đầy đủ 4 size từ 40 kg cho tới 66 kg luôn. 55 kg thì đo eo dùm em, đo ngang quỷ tay đi qua hoặc là đo trên rốn chiều đầu nhỏ nhất, đo vô là chính xác nhất luôn ha. Nếu như á mà eo dưới 75 thì mình mặc size L, còn eo trên 75 thì mình mặc cho em size XL sẽ vừa, tùy theo chiều cao vòng em tư vấn thêm ha. Rồi mẫu đầm em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1548, mình đặt hàng nhớ kỹ mã dùm em, chỉ cần bình luận ngay phía dưới mã số 1548 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Chất liệu vải ren, vải này phải nó quá mềm luôn á, trời ơi cái họa tiết của em nó nè, xuất sắc chưa. Tay một lớp, thân váy hai lớp, có khóa kéo cho mình luôn. Và cái tông màu đen như thế này thì cực kỳ dễ mặc luôn, không kén nhiều chút xíu nào cả. Da trắng mặc đẹp, da ngâm diện lên cũng ok luôn ha. Trời ơi, da đen diện lên, da ngâm ngâm đen á các chị ạ, mặc lên nhà trắng tươi à, dễ mặc cực kỳ. Chị Nguyễn Cúc có đơn, và mỗi một đợt ren thì sẽ về cho mình một màu và một kiểu riêng biệt, kể cả cái họa tiết ren cũng sẽ khác biệt hoàn toàn cho mình luôn, cho mình cứ yên tâm đặt hàng bên shop á. Chỉ riêng mẫu ren thôi là đã không có sợ đụng hàng với những đợt trước em về rồi. Rồi chị Thanh Thảo mua đồng cửa shop nhiều lần rồi, mẫu nào cửa đẹp hết, chị rất ơn em, cảm ơn chị mình nhiều nha. Rồi size rẻ bao nhiêu ạ? 199.000 đồng, mã số sản phẩm là 1548. Chị khá là mình đặt hàng ngay bây giờ, mình tranh thủ nha. Bình luận ngay phía dưới mã 1548 kèm số điện thoại. Chị Cẩm Nhung có đơn hàng, chị Thu Hương ok chốt đơn luôn 1548 giá 199.000 đồng. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa, ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Váy ren đen mềm nhẹ và mặc lên rất là mát, cả 1m65 đầm lại mặc dài ngang nửa bắp chân như thế này. Mình thích mặc dài dài cứ để dài dài như vậy mình mặc. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi á thì các chị mình có thể lên lai cắt ngắn tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn nha. Chị Nguyễn á, chị Nguyễn Ly á, ok chị mình lưu chút xíu này em lên cho mình ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1548. Mình đặt hàng bình luận ngay phía dưới mã 1548 kèm số điện thoại. Chị Thảo Nguyên ok chốt luôn. Em váy em đang mặc trên người bình thường cả nhà mình mua với mức giá bao nhiêu? 450, 480. Ngày hôm nay chỉ có 199.000 đồng trên livestream thôi. Thì là mẫu đầm này á, em đang giảm hơn 50% luôn nha các chị ạ. Đó, bình thường thì đầm phải lẻ size hoặc là đầm còn vài cái thì mới sale. Và em váy này cũng vậy, tuy rằng đủ size nhưng số lượng không nhiều, chỉ còn vài chiếc thôi. Mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em, cẩn thận kẹo hết ạ. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1548, đặt hàng bình luận ngay phía dưới luôn 1548 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Hôm nay sale rẻ cả nhơi, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 199.000 đồng, 63 kg, mặc 2XL dùm em đi chị ơi. Chị Uyên Uyên có đơn, chị đang lên ok chốt luôn ạ. 1548. Còn chị là mình đặt hàng đầm đầy đỏ lên đơn sớm nè, 1548 kèm số điện thoại. 64 kg mình mặc cho em size 2XL là vừa nha chị. Cổ V tay ngắn, nhánh eo, dáng thòng phong xòe tròn tự nhiên, xinh ơi là xinh như thế này mà giá chỉ có bao nhiêu? 199.000 đồng. Kiểm tra kỹ lưỡng lại giúp em một lần nữa, chỉ còn 10 giây cuối cùng thôi. Mã số điện thoại và có chia sẻ livestream cho shop 3 lượt. Mã số của em váy này là 1548 nha, đặt hàng chú ý lên đơn sớm cho em nha. Em váy này ngày hôm nay em sale rẻ cho chị em mình nha, cố gắng là đơn sớm này dùm em để bên em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Đầm ren cả nhà ơi, hôm nay sale rẻ luôn nha, rất là rẻ luôn, nhưng mà mình cố gắng mình đặt hàng sớm để vì chậm tay quá nó hết hàng rất là uổng luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1558. Chị cái nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ, chỉ cần bình luận phía dưới mã số 1558 kèm số điện thoại cho em là được ha. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm cả nhà ơi, nhanh tay đặt hàng sớm thì dùm em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Chị Dương Thảo ok có đơn hàng, chị Liễu Trinh ok chốt 1558. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa nên bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số 1558 kèm luôn ra cái số điện thoại tư vấn và chờ hàng chờ size ra cả như mình luôn nè. Mẫu đang mặc trên người, mã số 1558, hôm nay sẽ rẻ bao nhiêu ạ? Chỉ còn cái giá tiền là 199.000 đồng. Chị Mỹ Huyền ok có đơn hàng, chị Ngọc Lê ok chốt đơn luôn 1558 luôn nha. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh á thì em sẽ đảm bảo có đơn hàng cho mình, còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng rất là uổng luôn. Cho nên cố gắng tranh thủ nè, này đặt hàng vải thiệt là nhanh nè và thiệt là sớm nha, để bên em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1558. Mình đặt hàng bình luận ngay phía dưới cho em mã số 1558 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh thì sao ạ? Đảm bảo là sẽ có đơn đó. Do chị khách nào mà mình đặt hàng chậm mới là nó sẽ hết hàng đó nha, cho cố gắng tranh thủ. Đặt hàng phải thiệt là nhanh nè và thiệt là sớm nha, để mình em tư vấn luôn. 199 ngày nào hả chị Phương Yến ơi, đầm đẹp lắm, giá lại rất là rẻ nên chị đặt hàng nhanh nhanh dùm em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1558 chị yêu ạ. Cổ tròn nè, tay lỡ cho cả nhà mình ha, ôm eo, dáng đồng phân xè xè, đam mê vạn nó quá xinh, là quan trọng mình có đặt hàng nhanh hay không thôi ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1558 nha. Chị khách là mình đặt hàng ngay bây giờ, mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã số 1558 kèm luôn cho em cái số nợ của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm. Chị khách nào đặt hàng nhanh này sao ạ? Đảm bảo là sẽ có đơn đấy nha. Còn chị khách nào đặt hàng chậm quá nó hết hàng. Ủa chị Hà Thị Ngọc Châu có đơn, chị ấy nữa ok chốt đơn 1558 luôn ạ. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa lên đơn sớm cho em nha. Chị Duyên Đào 1558 ok chốt luôn ạ. Rồi đặt hàng chỉ cần bình luận phía dưới cho em mã số sản phẩm 1558 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được chị yêu nha. Em chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ tranh thủ lên đơn sớm để giùm em luôn. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn và đơn thêm nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết à. Chị Yên Yên ok có đơn, chị Bảo Châu ok chốt luôn ạ. Cổ tròn nè, tay lỡ cho cả nhà mình, nhìn cái họa tiết hoa thì mình đã ghiền rồi đúng không? Phần tay thì thường là em sẽ may cho mình một lớp nha, thân váy kỹ lưỡng cho cả nhà mình luôn là hai lớp và cọc hoa kéo. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm 1558 hôm nay sale rẻ luôn nha. Giá chỉ có bao nhiêu ạ? 199.000 đồng. Chị Lê Thuận ok có đơn hàng, chị Ngọc Trinh ok chốt đơn 1558 luôn nè. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số 1558 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn. Chị Thái Hòa có đơn, chị Như Quỳnh, chị Nhi Lê ok chốt luôn ạ. Ra giá bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000 đồng thôi. Đầm siêu đẹp, giá siêu hời, chị chốt like thôi ạ. Dạ 49 kg và xem mờ luôn chị. Rồi 68 kg hả? 68 kg em có bộ khác vậy, có gì nhắn tin cho bên em tư vấn. Có túi không? 6 có chị yêu ạ, hai túi hai bên luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1558. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ bình luận ngay phía dưới danh mã số 1558 kèm số điện thoại ha. Giá bao nhiêu cả nhà ơi? Chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay nha. Chị Trang Nhanh có đơn hàng, chị Thu Cúc ok chốt đơn 1558 luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này của em nữa thì mình nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. Giá chỉ có 199. Em váy sơ mi họa tiết ngày hôm nay em chỉ còn 3 size thôi. Hồi nãy em lên váy cho cả nhà mình thì em lên chỉ có size nhỏ thôi đúng không ạ? Và bây giờ em váy này thì em đang có cho cả nhà mình size lớn đây. Rồi 3 size lớn nha, từ 50 kg cho tới tầm 65-66 kg. Cổ sơ mi nè, tay lỡ cho cả nhà mình, cổ tay được may gập bẻ lên nhấn eo, dáng đồng phong xè tròn ha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1475. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ. Chỉ còn bình luận phía dưới mã 1475 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn. 50 kg cho tới tầm 65-66 kg, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Chị Vân Anh có đơn, chị Thu Nguyễn ok chốt 199.000 đồng cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1475. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm với em nè. Chỉ cần bình luận phía dưới mã 1475 kèm luôn cho em cái số điện thoại nha. Rồi thôi bây giờ em sale xuống cái mà một đất nữa đi. 179.000 luôn, 179.000 đồng luôn cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người mã 1475, nhanh tay dùm em. Cổ sơ mi nè, tay lỡ, ôm em, dáng đồng phong xè tròn tự nhiên cao 1m65 đó, thì đầm này em mặc dài vừa phụ gối. Thích mặc dài dài để dài dài, không thích mặc dáng dài lên lai cắt ngắn cho em ha. Nền đen nè, có phối cho mình những cái họa tiết là mắt chạy theo chiều dọc trên nền vải như thế này rất là đẹp luôn nha. Váy mềm mịn mặc rất là mát, hai lớp cho mình. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm, chị Lê Giang có đơn hàng luôn nha. 50 kg cho tới là tầm 65-66 kg. Em tới là yêu tầm 85-86 đổ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Mã số sản phẩm 1475 kèm luôn cho em cái số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Đầm xinh quá trời, sale rẻ cỡ nha, chốt sớm cho em nha. Rồi chị Hằng Khôi có đơn hàng chị Phương Thảo. Ok chốt em hết size M rồi chị ơi. Hồi nãy em có size M thì em có size ML thì các chị mình hỏi em size lớn. Bây giờ em lên size lớn các chị hỏi là size M thì em hết đây luôn á. Thôi nhưng mà đầm này em có size L nha. Mua lấy size L của chị về nhà bóp nhẹ phần em được. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1475 chị rồi đặt hàng. Bây giờ mình tranh thủ nè. Vậy thì chính vì vậy các Thái cao cấp nha, váy này rất là mềm, không những nó mềm nè, mặc lên nó còn mát, nó còn dễ chịu nữa ha. Hai lớp cho cả nhà mình. Có hóa kéo mẫu đang mặc trên người mã số 1475. Chị đang mình đặt hàng ngay bây giờ, mình tranh thủ 1475 kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Thị Thúy Vi ok có đơn, chị Ánh Xuân ok chốt đơn luôn à 1475. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em, mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nè, chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay nha. Chị Trúc Bùi ok có, chị Tiết Nhung ok chốt đơn hàng luôn 1475 nha. Đầm đẹp nha cả nhà ơi. Đầm đẹp đang sale rất là rẻ luôn nha, ta đặt hàng sớm nha em tư vấn và chờ hàng. Mã số kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chờ hàng chờ size ra cả nhà mình luôn ha. Đầm xinh nha các chị ơi. Rồi đầm này mà không nhanh tay đặt hàng nữa nó hết rất là uổng luôn ạ. À. Chị Linh Ngọc Đoàn có đơn hàng luôn, chị Hồng Hạnh ok chốt. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm giúp em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được luôn. Chị Trịnh Giang ok có đơn hàng, chị Hồng Kim ok chốt đơn luôn 1475. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em 1475 kèm số điện thoại luôn nè. Đầm xinh quá cả nhà ơi, giá lại còn rẻ nữa, quan trọng là mình đặt hàng có nhanh hay không thôi nha. Rồi chị Thúy Nga ok có đơn hàng luôn ạ. À. Rồi nhanh tay dùng em chị Thu Liệu ok chốt đơn luôn. Nền đen cho cả nhà mình nè, có phối với mình họa tiết, rồi tay lỡ vai hơi phồng, cổ tay mới gập bẻ lên, nhánh eo dáng nồng phong xòe xòa. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1475, chị nào đặt hàng ra bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã 1475 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm nha. Nhanh tay á thì còn hàng còn size đấy cả nhà, còn mình chậm tay quá là nó hết hàng nha. Chị Kiều Lam 57kg mình mặc cho em size XL sẽ vừa nè chị. Đầm đang mặc trên người mã số 1475 nha, 50kg cho tới tầm 65 66kg. Chị ra mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ mã số 1475 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Rồi nhanh tay giùm em 84 mình mặc hãy là số lượng không nhiều chị ơi, mỗi size hiện tại chỉ còn có vài chiếc thôi cho em đang có một cái chương trình sale lớn. Bình thường chị mình mua cái em ấy này giá là 420 đúng không? Thì ngày hôm nay em giảm giá chỉ còn 179.000 đồng. Cả nhà có thể diễn đi đâu ạ? À? Đi chơi đi tiệc được, đi làm công sở giàu văn phòng thoải mái thả ga luôn ha. Trời ơi, đầm xinh dã man luôn, rất là dễ mặc luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1475 chị Ái Vì ok chốt. 53kg mình mặc em size L sẽ vừa nha chị. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của chị mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm nha. Nhanh tay còn hàng còn size, chậm quá đã hết hàng nha các chị ơi. Em xem váy hoa cho cả nhà mình nè, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1523 nha. Đầm này thì em còn hai size M và L, 40kg cho tới 55 56kg. Em tối đa thì em tầm 75 76 đổ về, mình mặc đẹp thoải mái nha, cổ tròn tay ngắn ôm eo dáng đầm phong xòe tròn nè. Đầm này chất liệu vải của em nói là dòng vải von hàng cao cấp nha, mặc lên có sợ nhăn đâu. Váy mày kỳ lượng hai lớp cho mình luôn, có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1523 chị, cái nào mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã 1523 kèm luôn cho em cái số này là em chào chị Hồng Ngọc, chào cả nhà mình mới vô luôn à. Nền vải màu đen nè và có phối ra cả nhà hoa 3D trải đều trên nền vải ha. Hoa thì màu cam cam, đỏ đỏ, hồng hồng, và cái màu này nó sẽ tươi hơn khi mà có vài cái hoa màu xanh coban trên nền vải như thế này đúng không? Rồi ngày hôm nay em đang có một cái chương trình sale lớn, chị còn có giá bao nhiêu ạ? 219.000 đồng trong bài live stream ngày hôm nay. Chị cái nào mà đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1523 kèm luôn cho em cái số điện thoại. Chị Nhung Trinh ok có đơn hàng, chị Phương Dung ok chốt đơn luôn 1523 nha. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em, cho xem mã số 1523 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới. Chị Trâm Nguyễn có đơn hàng, chị Hồng Trúc ok chốt đơn 1523 luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha, 1523 kèm số điện thoại cho em là được chị ạ. À. Đầm xinh lắm, chốt giá phải nói là siêu hời luôn, nhưng mà giá này chị sale online thôi, sale trên live thôi à, không có áp dụng bên ngoài đâu. Mình cố gắng mình đặt hàng sớm sớm cho em luôn. Mã số sản phẩm là 1523 kèm luôn cho em cái số điện thoại nha. Chị Ngọc Linh, chị Trúc Mai nè, chị Trịnh Oanh ok chốt đơn 1523. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số sản phẩm 1523 kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn. Chị Như Nguyễn ok có đơn hàng, chị Ngọc Hương ok chốt 1523 luôn nè. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Với xin vé số ơi, còn size 2X không? Em chỉ còn hai size nhỏ thôi, em chỉ còn cho mình size size M và size L. 40kg cho tới 55-56kg em tối đa tầm 75-76 độ về mặt đẹp ha. Chất von hàng cao cấp nè, váy mềm nhẹ mặt mát, phần tay may một lớp, thân váy kỹ lưỡng nhưng mà luôn là hai lớp nha, có khóa kéo luôn. Và ngày hôm nay thì em đang có một cái chương trình sale lớn, chỉ còn có giá là 29.000 đồng thôi, đặt hàng sớm nha. Chị Hương ok có đơn luôn ạ. 53 kg mình mặc size L cho em là vừa. Em chào chị Phan Trọng Đạt nha, chào cả nhà mình ạ. Rồi Râm xinh quá cả nhà ơi, hôm nay sale rẻ nha. Chị còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 219.000 đồng thôi, mã số sản phẩm 1523, đặt hàng sớm sớm nha em nha. Từng cái cành hoa ở đây thì phải nói là nhìn nó rất là nét luôn và nó rất là giống thật nha cả nhà, đẹp lắm, hoa 3D xuất sắc luôn nè. Em còn hai size. Bình thường á, thì váy đầm em về cho cả nhà tại 4 size, nhưng mà em váy này hiện tại thì em chỉ cần cho mình có hai size thôi, M và L ha. Rồi đang giảm giá. Bình thường chị mình mua những bài livestream khác và tại cửa hàng của em thì giá của em đó đây là 399.000 đồng. Còn trong bài livestream ngày hôm nay em giảm giá luôn, chỉ còn có 219.000 thôi nha. Cố gắng mà đặt hàng sớm. Chị Nguyễn Hằng ok có đơn hàng luôn ạ. Còn chị khách là mình đặt hàng đầm này nữa, nên bây giờ mình tranh thủ lấy đơn sớm cho em luôn nè. Nhanh tay thì còn hàng, chậm tay nó hết hàng đó cả nhà, tại vì nó đã hết hai size lớn luôn rồi. Nhiều chị cũng hỏi em là em ơi, có về size lớn nữa không, thì em không có vải để về nữa cả nhà. Bao nhiêu vải em may hết vô cái đầm này rồi nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1523, nhanh tay lên đơn sớm nha em luôn. Chất liệu vải vôn hàng cao cấp, tay này nè em sẽ may cho mình tay ngắn một lớp, thân váy hai lớp cho mình ha. Dáng dài cao 1m65 là để mặc dài ngang nửa bắp chân. Thích mặc dài dài thì mình cứ để dài dài, còn không thích mặc dáng dài có thể lên like cắt ngắn tùy thể thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm. Chị Hai mình ok chút luôn ạ. Dạ 59kg mình mặc cho em size XL đó chị, xíu thì em lên đầm khác có size XL cho chị nha. Đầm này thì hiện tại chỉ còn size ML thôi. Đặt hàng nhanh tay dùm em ạ. Mẫu đang mặc trên người mã số 1523, đặt hàng chỉ cần bình luận phía dưới mã 1523 kèm số điện thoại là được. Dạ 48kg mặc size M đúng đẹp luôn á chị ơi. Vải đẹp lắm, mềm mại mặc mát nha, giặt tay giặt váy thoải mái không sợ bị tưa vải đâu. Em váy sơ mi hoa ta nó đẹp xuất sắc luôn cả nhà, nằm mấy cái sờ bộ sơ mi nha, tay ngắn nè và hơi phồng một chút xíu, ôm eo dáng đồng vân xòe tròn tự nhiên ha. Em váy này thì ngày hôm nay em đang có một cái chương trình sale lớn á cả nhà ơi, sale rẻ cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 349.000 đồng thôi. Chị khách là mình đặt hàng nhưng bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1586, không vô pin quay không được, sạc sớm giờ luôn á. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1586, chứ là vậy von nha cả nhà. Váy này thì mềm nhẹ và rất là đẹp luôn, hai lớp kèm luôn cả hai túi. Nên vải sẽ là màu đen nè và có phối nha cả nhà mình, hoa rất là xinh luôn ha. Rồi đầm này đẹp quá cả nhà, chất liệu vải von hàng cao cấp cho mình, có gia hàng của shop ơi có chứ chị, và em gia hàng về tới tận nhà. Và chị mình nhận được hàng tại nhà, mình được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha. Chị Kim Ngân ok có đơn hàng, chị Thanh Trúc ok chốt đơn luôn 1586. Còn chị khách là mình đặt hàng từ đây nữa, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nè. Bình luận ngay phía dưới cho em nha, mã số 1586 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được luôn ha. Váy đẹp, mềm, nhẹ và mặc lên thì phải nói là siêu siêu mát. Chị Mai Phương có đơn hàng, chị Thanh Trúc ok chốt đơn luôn 1586 luôn nha. Còn chị nào mình đặt hàng tầm này nữa thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em, mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm ha. Đặt hàng nhanh thì chắc chắn là sẽ có đơn đó cả nhà ơi. Còn chị khách nào đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng nè. Chị Trần Phương Thảo ok có đơn hàng, chị Thanh Trúc ok chốt đơn luôn 1586 luôn nha. Còn chị nào mình đặt hàng tầm này nữa thì bây giờ mình tranh thủ. Chị Nguyễn Thu Hà ok có đơn luôn chị An Mỹ ok chốt luôn 1586. Hôm nay sale rẻ cả nha, chị còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 349.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Trời ơi, nó dọc thẳng vô mắt rồi. Quận Yến nó sửa cái này á, giờ đứng vậy nè, nó dọa thẳng vô con mắt nhất luôn này. Tắt cái đó đi, tắt rồi nha, hoặc là bất lực tắt này nó tối. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1586 nha. Chị khách là mình đặt hàng ngay bây giờ, mình tranh thủ lên đơn sớm nha. 1586 kèm số điện thoại. Váy may có túi không shop ơi? Có chị yêu nhà, hai lớp kèm luôn cả hai cái túi và câu khóa kéo phía sau lưng ha. Rồi nhanh tay lên đơn sớm cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1586. Đặt hàng bình luận ngay phía dưới cho em nha, mã 1586 kèm số điện thoại. Giao hàng không shop? Có chị yêu nha, chị Bùi Thị Thu Ngân ok chốt đơn hàng luôn chị Cẩm Tú ok có đơn 1586. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1586 kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm. Chị nào đặt hàng nhanh á, em đảm bảo sẽ có đơn ha. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm quá đó, hết hàng rất là uổng luôn. Cố gắng lên đơn sớm sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nè. Nên vải màu đen có phối ra cả nhà mình hoa nha. Em cao 1m65, tầm này mặc giày ngang nửa bắp chân như thế này. Mình thích mặc dáng dài thì mình cứ để dài dài như vậy. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi á, thì các chị mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo cái ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đồng luôn ha. Rồi nhanh tay lên đơn sớm cho em cả nhà ơi, 1586 kèm số điện thoại. Chị Cúc Nguyễn có đơn hàng, chị Ngọc Nhi ok chốt đơn 1586 luôn. Còn chị nào mình đặt hàng tầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mã số 1586 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được luôn ạ. Xinh quá trời nè. Chị Đào Phú Anh ok có đơn hàng, chị Ngọc Trần ok chốt 1586 luôn ha. Sale rẻ cả nhà ơi, chị còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 349.000 đồng thôi. Mình mua tại cửa hàng của em với giá tiền là 450.000 đồng. Còn trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt hàng và có chia sẻ livestream em sẽ giảm giá cho mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay nha. Rồi nhanh tay cả nhơi, quá là xuất sắc luôn. Dồn đơn 600.000 đồng được miễn phí hàng Tài Quốc. Em chào chị Nguyễn Hằng ở chợ cả nhà mình mới vô nha. Chị Giang Vũ có đơn hàng, chị Hải My ok chốt 1586 luôn. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha. Mã số 1586 và kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm ha. Sale rẻ giá 349.000 đồng. Chị Ái Diễm ok có đơn, chị Ngọc My chốt luôn ạ.